Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tử tù là những người phạm tội bị kết án tử hình. Họ đang đếm ngược thời gian để chờ ngày thi hành án. Thời khắc đón nhận cái chết được định sẵn, mỗi tử tù lại có những diễn biến tâm lý khác nhau. Để tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video clip sau đây. Trước thềm phiên tòa phúc thẩm, vụ Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh con riêng của người tình đến chết diễn ra vào ngày 28 tháng 4 năm 2023, thông tin liên quan đến vụ án lại dấy lên những quan tâm. Việc này cũng là điều dễ hiểu khi dư luận không thể cầm lòng trước cái chết đớn đau cô độc của bé Vân Anh, cũng như chuyện thời gian dài trước đó cô bé sống trong cảnh đọa đày của bố và dì ghẻ. Trước đó vào tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trang mức án tử hình về tội giết người và hành hạ người khác. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái là cha của nạn nhân bị phạt 8 năm tù về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Sau phán quyết trên, từ trại giam, bị cáo Trang có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án trên là quá nặng so với hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, sau khi xin được sống không lâu thì Trang bất ngờ rút kháng cáo, chấp nhận mức án tử hình ngay trước ngày phiên tòa phúc thẩm diễn ra. Được biết, trong đơn rút kháng cáo, ác mẫu 28 tuổi cho biết, đến giai đoạn xét xử phúc thẩm, bản thân cảm thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân sau những gì đã xảy ra. Tội ác với Trang, với con riêng của người tình, bé Vân Anh thực sự vượt qua trí tưởng tượng của bất kỳ ai. Liên tục gần 3 tháng liền, từ tháng 10 năm 2021 đến ngày 22 tháng 12 năm 2021, bé Vân Anh tử vong là những chiêu thức bạo hành, tra tấn kinh hoàng tàn độc. Cuộc sống đọa đày của một bé gái trong căn chung cư cao cấp bậc nhất cả nước, ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ đó, phải nói chỉ đến khi chết, cháu bé mới được chấm dứt chuỗi ngày đớn đau. Cái chết của bé Vân Anh cũng là tiếng kêu khóc về nạn bạo hành trẻ em diễn ra ngay trong các gia đình, giữa những người thân. Có lẽ chưa một phiên tòa nào mà người dân khắp nơi đổ về tòa đông như vụ án xét xử cặp đôi Quỳnh Trang - Kim Thái. Nhiều người thể hiện sự phẫn nộ đau đớn trước cái chết của một bé gái, muốn nhìn tận mắt hai kẻ ác nhân được gọi là cha là mẹ. Thật ra, ngay sau khi sự việc xảy ra, chưa cần tòa phán quyết thì đã có những bản án được đưa ra với cặp đôi này, đó là bản án của công luận, của đạo đức. Dì ghẻ Quỳnh Trang xin sống rồi lại đòi chết. Vấn đề này đã có luật pháp, tòa án sẽ phán quyết dựa trên hành vi tội phạm của bị cáo. Nhưng theo bà Nguyễn Linh Tâm, chuyên gia tâm lý ở thành phố Hồ Chí Minh, ngoài bản án về luật pháp, các tội phạm, đặc biệt tội phạm độc ác của dì ghẻ Quỳnh Trang đều sẽ phải đối mặt với những bản án khác. Dư luận điều tiếng là bản án không bao giờ dễ chịu với bất kỳ ai. Dù tinh thần của luật pháp của xã hội vẫn là bao dung, không đánh người chạy lại, nhưng bà Tâm nhận định, dù vô tình, dư luận luôn có những quy luật khắc nghiệt của nó. Dư luận sẽ không dễ dàng chấp nhận, cùng làm việc, tiếp xúc, giao tiếp với những người có hành vi độc ác, tàn nhẫn, tận cùng với một đứa trẻ không có khả năng phản kháng, một đứa trẻ bất hạnh sau cuộc ly hôn của bố mẹ. Chưa hết, bản án của dư luận không chỉ nhắm vào mỗi kẻ tội phạm. Đơn rút kháng cáo của Quỳnh Trang đã thể hiện phần nào trải nghiệm này khi đề cập những áp lực căng thẳng của dư luận nhắm vào người thân. Chuyên gia tâm lý Nguyễn Linh Tâm bày tỏ, trên lý thuyết, ai làm nấy chịu, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Ông cha từng đúc kết, đời cha ăn mặn, đời con khát nước và ngược lại. Tất cả chúng ta đều gây ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng từ lối sống hành vi của người thân. Theo bà Tâm, bản án này chính là bài học lớn nhất cho tất cả mỗi người, cho các cô gái trẻ về lối sống hành vi của mình. Mình không chỉ gây đau thương cho nạn nhân mà còn đưa đến những bi kịch cho chính người thân gia đình. Đối với Quỳnh Trang, cô gái trẻ có cả tương lai phía trước, nhưng với bản tính độc ác, cô đã tự mình bước vào con đường dẫn đến ngày hôm nay. Bản án của pháp luật, bản án của dư luận cũng chưa xong. Mỗi người gây tội ác còn phải đối mặt với bản án đáng sợ hơn, đó là bản án của lương tâm. Lương tâm sẽ không tha cho hành động độc ác nào cả, nhất là hành vi táng tận đối với một đứa trẻ như trong vụ việc gây chấn động này. Bởi vậy, chuyên gia tâm lý này cho rằng, phán quyết Quỳnh Trang sống hay chết, thực chất đã không còn quá quan trọng. Một nhân vật cần được nhắc đến trong vụ án này là người cha nhận tâm Nguyễn Kim Trung Thái. Từ dư luận đến các luật sư đều đang phản đối án phạt 8 năm tù mà tòa sơ thẩm tuyên phạt với Thái về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Bản án, hành vi tội phạm này không tương xứng với sự lạnh lùng, tàn ác, đồng lõa, tham gia đánh đập của Thái với đứa trẻ.
Với bé Vân Anh, quãng thời gian sống trong địa ngục, nỗi ám ảnh sợ hãi không chỉ đến từ bà mẹ kế Quỳnh Trang mà còn đến từ sự lạnh lùng thờ ơ cùng hành vi đánh ké chửi hôi của chính bố ruột. Với một đứa trẻ, người ngoài có ác độc đến đâu cũng không đáng sợ bằng cách quay lưng của người ruột thịt. Khác với hình dung của nhiều người, phiên xử phúc thẩm vụ án dì ghẻ Quỳnh Trang đánh chết bé gái 8 tuổi vào ngày 28 tháng 4 vắng lặng, im ắng. Không còn cảnh người dân đổ về kín đường gần tòa án, bày tỏ tiếc thương đối với nạn nhân và phẫn nộ trước tội ác của cặp đôi Quỳnh Trang Trung Thái như phiên sơ thẩm. Trước giờ xử, ở cổng tòa, lác đác một vài phụ nữ lớn tuổi cầm băng rôn hình ảnh bé Vân Anh với đòi hỏi xét xử công bằng cho bé gái, cũng như lên tiếng về vấn nạn bạo hành trẻ em. Ngoài cổng đã vắng, bên trong phòng xét xử cũng hắt hiu không kém. Ngoài đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng cùng hai bị cáo thì chỉ có một vài người là người nhà của nạn nhân dự tòa. Ban đầu, phiên tòa cũng diễn ra lặng lẽ như bối cảnh của nó. Ít ai có thể nghĩ đây là phiên xử vụ án gây bàng hoàng chấn động xảy ra hơn một năm về trước. Tại phiên xử, tòa tuyên bố đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang do bị cáo đã tự nguyện rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình. Trang chỉ được hội đồng xét xử xét hỏi để làm rõ về tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái. Trước hầu hết các câu hỏi, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đều sử dụng quyền im lặng, không trả lời gì thêm. Còn đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, hội đồng xét xử chất vấn vì sao Thái có ăn có học, là người thành đạt, lại có thể đối xử với con gái của mình như vậy. Bé Vân Anh nhiều lần bị Trang đánh trong tình trạng không mặc quần áo, bị nhốt vào chuồng chung với chó trước sự chứng kiến của Thái. Chưa kể nhiều lần Thái cũng cùng Trang đánh đập, chửi mắng con gái ruột. Không còn xa lạ với đủ các vụ việc, vụ án kinh dị trên đời, nhưng hội đồng xét xử phiên tòa này cũng mang tâm trạng của bao nhiêu người không thể lý giải nổi hành vi của người bố như Thái. Hội đồng xét xử không ngừng đặt câu hỏi vì sao Thái lại đối xử với con gái mình như thế. Là một người cha, Thái suy nghĩ gì mà lại không ngăn cản khi con bị đánh đập thời gian dài như vậy mà còn tham gia đánh hôi, chửi góp con. Xét hỏi Nguyễn Kim Trung Thái, hội đồng xét xử cũng nghẹn ngào. Cháu bé là con của bị cáo, lại là con gái. Sau khi bố mẹ ly hôn, cháu chỉ còn một điểm tựa duy nhất chính là bị cáo. Bị cáo nghĩ gì mà lại có thể đối xử với con như vậy? Nguyễn Kim Trung Thái trả lời rằng sự việc diễn ra quá lâu, bản thân không nhớ và cũng không muốn nhớ những ký ức cũ, không dám nghĩ lại khoảng thời gian đó. Còn về động cơ, suy nghĩ khi đối xử tàn ác với con gái, Thái đáp không biết khi đó bản thân nghĩ gì. Trong phần xét hỏi tiếp đó, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái vòng vo, không trả lời đúng trọng tâm, chối bỏ trách nhiệm về hành vi đánh đập, hành hạ con gái ruột. Chỉ ra những mâu thuẫn trong lời khai của Thái, hội đồng xét xử cũng quyết định cho trình chiếu tại phiên tòa những đoạn video trích xuất từ camera ghi lại cảnh cho bé Vân Anh bị đánh đập dã man. Video này đã được cơ quan công an khôi phục sau khi Thái tự tay xóa vào đúng ngày 22 tháng 12 năm 2021 khi bé Vân Anh được đưa vào viện cấp cứu và không qua khỏi. Video ghi lại cảnh cháu bé bị lột quần áo trần truồng cùng tiếng kêu gào khóc lóc van xin của cháu bé. Nhưng tất cả thì bị át đi bởi tiếng chửi bới la hét kinh hoàng và cả tiếng đòn roi thình thịch từ dì ghẻ Quỳnh Trang. Trong video đó, Nguyễn Kim Trung Thái ngồi đó nhưng không lên tiếng. Người bố nhận tâm không hề lên tiếng ngăn cản khi Trang đánh con gái. Nhưng nếu chỉ vậy, có lẽ vẫn còn may mắn cho cháu bé. Đằng này, khi thấy cây roi trong tay Trang quá ngắn, không đánh được bé, chính Thái đã đưa cho người tình này cây roi khác dài hơn, vừa tay hơn để dì ghẻ này đánh đập con gái ruột. Xem và nghe lại khung cảnh kinh hoàng này, người thân cháu bé hét lên một tiếng đau đớn, bật khóc ngay tại tòa. Ngay lập tức, người này được dìu ra ngoài để bình tĩnh lại. Một số người khác có mặt tại phiên tòa cũng không kìm được nước mắt. Âm thanh của quá khứ hơn một năm trước ám ảnh bất kỳ ai cho tới cả hiện tại. Trong bốn bức tường tại một căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh, bé gái ấy bị dì ghẻ đánh đập tra tấn dã man, kêu khóc trong bất lực. Bé biết kêu ai, gọi ai khi bố ruột đứng ngay đó chứng kiến, không một lời bảo vệ can ngăn mà còn hùn sức để đánh đập mình. Cháu bé kêu thật to, khóc thật to, nhưng mọi tiếng than khóc trôi đi trong vô vọng. Cháu bé vẫn chịu cảnh tra tấn liên tục nhiều tháng liền, cho đến ngày qua đời trong đau đớn và cô độc. Khi hội đồng xét xử đọc cáo trạng vụ án, dù đã nghe nhiều trước đó, những người có mặt ở phiên tòa vẫn nghẹt thở, hình dung về quãng thời gian cháu bị hai người lớn là dì, là bố, đánh đập, tra tấn, lột đồ, bắt quỳ gối, nhốt vào chuồng chó, v.v.
cháu bị đánh đến mức phải đi viện khâu vết thương, nhưng vừa trở về nhà vẫn không được tha, tiếp tục bị đánh đập. Luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, chia sẻ. Khi xem video clip hai bị cáo này bạo hành bé Vân Anh kinh hoàng thì không còn một lời nào có thể diễn tả được sự tàn bạo vô nhân tính. Hành vi của hai người này không chỉ gây nguy hiểm cho tính mạng của cháu bé mà còn vượt quá sức chịu đựng của lương tri con người. Ông Thơm bày tỏ, có những đêm ông tỉnh ngủ vẫn thấy nước mắt rơi, cứ nghĩ đến cháu bé bị đánh đập, nghĩ đến tiếng kêu khóc của nạn nhân, vị luật sư đau nhói ở tim vì thương xót cháu bé, rùng mình với hành vi của những người gây tội. Và cuối cùng, tử hình là bản án mà dì ghẻ Quỳnh Trang phải nhận sau hành vi tán tận lương tâm của mình. Hà Thị Tiến là tử tù khổ nhất trong khu giam dành cho các nữ phạm nhân bị kết án tử hình ở trại tạm giam Hà Nội. Có lẽ vì nếu như đại đa số các tử tù trong khu giam này được gia đình thăm nuôi thường xuyên, thì Tiến trong suốt hơn 3 năm tạm giam và ngay cả trong giai đoạn khủng khiếp nhất đối với các tử tù như Tiến là chờ thi hành án, sống những ngày cuối cùng, thì Hà Thị Tiến vẫn rất ít được gia đình nhòm ngó đến. Tháng 4 năm 2010, trong cuộc gặp gỡ với một số nhà báo tại khu giam tử hình, Tiến hầu như không nói được gì mà chỉ khóc. Mong muốn duy nhất của nữ tử tù bất hạnh này là được sống để còn có cơ hội được nhìn thấy hai đứa con vẫn còn rất nhỏ ở quê nhà. Mới đây, theo thông tin từ trại tạm giam Hà Nội, tử tù Hà Thị Tiến đã được Chủ tịch nước tha tội chết. Bản án tử hình được ân giảm xuống chung thân. Thoát chuyến đò âm phủ, Hà Thị Tiến bây giờ đang thi hành bản án tù chung thân ở một trại giam khác, giống như tất cả các phạm nhân bình thường khác. Hà Thị Tiến đã được sống, được có cơ hội nhìn thấy hai đứa con, nhưng ngày trở về với những bị án chung thân như cô là rất mịt mù. Chỉ vì lòng tham, chỉ với món lợi 510.000 đồng, người đàn bà này đã tham gia vào một đường dây ma túy và cuối cùng phải trả giá bằng tất cả quãng đời còn lại của mình trong song sắt nhà tù. Ngã rẽ đen tối của cuộc đời Tiến và cái giá cay đắng phải trả cho lòng tham sẽ là bài học đắt giá không chỉ cho riêng ai. Sinh năm 1973, ở tại Bản Buồn, xã Triềng Cơi, thị xã Sơn La, giống như rất nhiều những phụ nữ miền núi khác, Tiến chỉ quanh năm sống trên núi, làm nương rẫy. Chồng Tiến cũng là người dân tộc Thái, cùng quê với Tiến. Lấy nhau rồi, Tiến về nhà chồng, ở cùng với cha mẹ chồng. Nay đã ngoài 80. Nhà chồng ở trên núi. Chồng cũng chỉ có mỗi một nghề làm nương. Rồi hai đứa con lần lượt ra đời. Hai vợ chồng chăm chỉ cày cuốc, nên cuộc sống cũng tạm đủ. Không có của ăn của để, nhưng cũng chẳng bị đứt bữa nào. Cuộc sống bình thường lẽ ra cứ thế trôi đi yên ả, nếu như Tiến không mắc vào mối quan hệ với Quảng Thị Lả, một người đàn bà dân tộc Thái lớn hơn Tiến 8 tuổi, sống ở bản Thôm, xã Thôm Mòm, huyện Thuận Châu. Chỉ là một bản người Thái với những nếp nhà sàn bình yên, rất gần đường quốc lộ. Nhưng đã có một thời, Thôm Mòm được coi là điểm nhức nhối nhất về tệ nạn ma túy. Gia đình Quảng Thị Lả là một trong những gia đình ma túy tai tiếng nhất ở cứ điểm ma túy này. Chồng Lả là Quảng Văn Phóng, bị phạt tù 15 năm về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Con rể Lả là Lò Văn Toàn, phải ở tù cũng vì ma túy giống cha vợ. Nhưng hai bản án tù của chồng và con rể không làm cho Quảng Thị Lả và con gái Quảng Thị Sơ sợ hãi mà tránh xa con đường tội lỗi. Hai mẹ con Lả vẫn tiếp tục nối nghiệp chồng, lao vào những phi vụ buôn bán cái chết trắng với số lượng lớn. Đầu tháng 10 năm 2006, Lả đi tiếp tế cho chồng là Quảng Văn Phóng đang thi hành án tại phân trại cải tạo Thanh Xuân ở huyện Văn Giang, Hưng Yên. Về đến bến xe Sơn La thì gặp Trịnh Gia Trung. Trung là người Trung Quốc. Lả đã quen biết Trung từ lâu và Trung cũng nằm trong hệ buôn bán ma túy như mẹ con Lả. Lần này gặp nhau, Trung đưa cho Lả 150.000 USD, nhờ Lả về Sơn La mua hộ heroin. Về đến nhà,
là đưa toàn bộ số tiền trên cho Quảng Văn Binh để mua heroin. Binh với Lả tuy không cùng huyết thống, nhưng cũng coi như người thân trong gia đình ma túy của Lả, vì Binh là bồ của Sơ, con gái Lả. Sau khi mua được cả thảy 28 bánh heroin, Binh và Sơ chả dại gì mà vác số hàng nguy hiểm ấy về nhà mình ở thôn Mòm, nên đã tìm cách cất giấu ở một địa điểm thuận lợi nhất để dễ bề vận chuyển về Hà Nội. Và bọn họ nghĩ ngay đến Hà Thị Tiến, một người có quan hệ với mẹ con Lả từ lâu. Nhà Tiến ở gần ngã ba Quyết Thắng, thị xã Sơn La, nơi xe tuyến Sơn La, Hà Nội thường đón khách. Đưa hàng cho Tiến vào ban ngày, sợ bị lộ nên Binh và Sơ đã chờ cho trời sẩm tối mới gọi điện cho Tiến ra lấy. Binh và Sơ cũng tỏ ra rất tinh quái khi chúng không mang vào tận nhà Tiến mà hẹn Tiến ra khu vực suối nước nóng, cách đó chừng 3 km, để nhận hàng. Lần đầu tại đây, Binh và Sơ đưa cho Tiến một thùng cát tông, bên trong đựng 18 bánh heroin. Lần thứ hai lại đưa cho Tiến một bao tải dứa đựng 10 bánh heroin nữa. Tiến đem về nhà, lặng lẽ cất giấu 28 bánh heroin này trong gầm giường nhà mình. Ít hôm sau, Quảng Thị Lả đã cùng với Quảng Thị Thuông, cháu gọi Lả là dì ruột, đến nhà Tiến với mục đích là lấy toàn bộ số hàng mà Sơ và Binh đã gửi tại đây để bắt xe đem về Hà Nội. Lả đã tháo bung thùng cát tông ra, lấy 18 bánh heroin, tống tất cả vào chiếc bao tải dứa, bên trong đã có 10 bánh. Sau đó, Lả đã nhét bao tải dứa có 28 bánh heroin này vào một chiếc thùng cát tông, bên ngoài đề chữ bột ngọt Vedan. Xong xuôi, Lả ngồi vào bàn uống nước. Thuông cũng ngồi ở đấy. Lả rút tiền cho Tiến 500.000 đồng, cho con Tiến 10.000 đồng. Trong khi đó, sau này, theo lời khai nhận của Quảng Thị Lả, thì nếu chót lọt, có thể được lãi tới xấp xỉ 1,2 tỷ đồng vì mỗi bánh heroin mẹ con Lả mua vào với giá 90 triệu đồng, nhưng đem về Hà Nội sẽ bán với giá 130 triệu đồng, lãi dòng 40 triệu đồng. Trong cuộc gặp gỡ với các nhà báo tại khu giam tử hình, Tiến khóc nức nở khi kể lại chuyện này. Tiến bảo tại Tiến ngu muội quá, lại tham tiền, nên mới đồng ý cho mẹ con Lả gửi ở nhà cái thứ hàng chết người ấy, để cuối cùng phạm phải tội tài đình. Mà số tiền Lả cho Tiến có được là bao? Chỉ có vỏn vẹn 510.000 đồng. Trong những ngày chờ thi hành án, Tiến cứ khóc lóc vật vã mãi, tự trách mình tham lam và ngu dại. Tiến ân hận lắm, nhưng tất cả đã là quá muộn mất rồi. Trở lại vụ án của Tiến và Quảng Thị Lả. Sớm hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng, cả bản còn đang chìm trong giấc ngủ, trời lạnh như cắt da cắt thịt, thì hai dì cháu Lả đã lục tục trở dậy, đi bộ ra ngã ba Quyết Thắng, thị xã Sơn La để đón xe đem hàng về Hà Nội. Hà Thị Tiến cũng dậy cùng, chất hai thùng cát tông lên đằng sau xe đạp, dắt bộ chở hộ dì cháu Lả ra chỗ đón xe. Khoảng 14 giờ hôm ấy thì xe về đến bến xe khách Sơn La tại phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội. Một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Công an thành phố Hà Nội mật phục tại đây đã bắt quả tang Quảng Thị Lả cùng với chiếc thùng cát tông có chứa 28 bánh heroin. Tại cơ quan điều tra, Lả đã khai ra toàn bộ sự việc, trong đó có chuyện gửi hàng tại nhà Tiến, được Tiến giúp đỡ trong khi đóng gói hàng và vận chuyển ra đón xe ở ngã ba Quyết Thắng, Sơn La. Ngay ngày hôm sau, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Hà Thị Tiến. Tiến bị áp giải về Hà Nội, giam trong hỏa lò. Khi ấy, đứa con gái lớn mới học lớp 3, còn đứa con gái nhỏ thì vừa mới biết ăn cơm. Hai đứa con còn quá nhỏ để hiểu rằng từ đây chúng sẽ phải cách ly vĩnh viễn với người mẹ vẫn hàng ngày ôm ấp, chăm bẵm chúng. Quảng Thị Lả trong những ngày bị tạm giam chắc biết tội lỗi của mình quá nặng nên đã tự sát chết trong buồng giam. Quảng Thị Sơ lúc mẹ bị bắt thì đánh bài chuồn, nhưng cũng chỉ trốn chui trốn lủi được một thời gian thì cũng bị bắt. Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm hồi tháng 3 năm ngoái, mặc dù Sơ tỏ ra ngây ngô, bảo rằng không biết chữ, không gọi điện thoại giao dịch với Tiến vì cho rằng mình còn không biết điện thoại là như thế nào. Nhưng khi tử tù Hà Thị Tiến được dẫn giải đến tòa và khai nhận, chính Sơ và Vinh đã mang ma túy đến cho Tiến cất giấu tại nhà, thì Quảng Thị Sơ mới im lặng cúi đầu. Quảng Thị Sơ lẽ ra cũng phải chịu chung số phận với Tiến,
Nhưng vì Sơ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên theo luật định, Sơ không phải chịu án tử hình mà chỉ phải chịu mức án chung thân. Còn Tiến, trong cả hai phiên tòa sơ thẩm ngày 5 tháng 12 năm 2007 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội và phiên tòa phúc thẩm ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Tòa án Nhân dân tối cao đều bị tuyên án tử hình về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Hà Thị Tiến còn phải chịu hình phạt bổ sung với số tiền 20 triệu đồng để sung quỹ nhà nước. Căn cứ để kết tội Hà Thị Tiến, theo bản án phúc thẩm là bị cáo biết rõ đó là ma túy nhưng vẫn đóng gói cùng là và cất giữ tại nhà mình, sau đó còn vận chuyển giúp là. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì bị cáo đã tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn là 28 bánh heroin có trọng lượng 9.950 gram. Do đó, tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng điểm B, khoản 4, điều 194 Bộ Luật Hình sự đối với bị cáo là đúng pháp luật. Mặc dù bị cáo là người dân tộc Thái, có hai con còn nhỏ, sau khi phạm tội khai báo tương đối thành khẩn và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2, điều 46 Bộ Luật Hình sự. Nhưng số lượng ma túy mà bị cáo tham gia tàng trữ, vận chuyển là đặc biệt lớn, 28 bánh heroin, nên không thể giảm hình phạt cho bị cáo. Sau phiên tòa phúc thẩm, theo quy định của pháp luật, Tiến cũng như các bị án tử hình khác được gửi đơn xin tha tội chết lên Chủ tịch nước. Tiến cũng đã gửi đơn đi, dù hy vọng được sống rất mong manh. Trong những ngày khắc khoải chờ đợi trong buồng giam tử hình, Tiến lúc nào cũng nghĩ đến cái chết. Những ám ảnh nặng nề khiến cô trở nên héo hon, u buồn. Nhưng không chỉ có thế, Tiến còn bất hạnh hơn các tử tù khác, bởi cô hầu như không được gia đình quan tâm. Trong suốt hơn 2 năm sống trong khu giam tử hình, số lần cô được nhận quà tiếp tế của gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi hầu hết các tử tù khác đều được gia đình đặc biệt quan tâm. Thi thoảng lắm, cô mới được chồng xuống thăm nuôi. Tất cả những lần Tiến ốm đau, cần thuốc hay cần những vật dụng cần thiết cho phụ nữ, các cô quản giáo ở đây đều giúp Tiến cả. Cuộc sống của Tiến hầu như trông chờ tất vào chế độ của trại. Song Tiến không trách chồng, cô bảo anh vẫn yêu thương cô. Chỉ có điều nhà nghèo mà lại đi từ Sơn La xuống đây, tốn kém quá nên chồng cô không đi thường xuyên được. Đứa con gái nhỏ khi Tiến bị bắt mới 38 tháng rưỡi, bây giờ đã đi học. Có lần chồng Tiến xuống thăm, mang theo cả lá thư của đứa con gái nhỏ gửi mẹ. Chồng Tiến dở thư con, áp vào tấm kính ngăn giữa hai người trong phòng tham gặp tử tù cho Tiến đọc. Thư ngắn lắm, chỉ có vài dòng chữ run rẩy trên trang giấy học trò. Mẹ kính yêu, con nhớ mẹ lắm. Con chúc mẹ mạnh khỏe, sớm được về với con. Lá thư chỉ có vậy mà làm Tiến quặn đau trong lòng. Mong ước duy nhất của nữ tử tù này lúc ấy là còn có cơ hội được sống, dù không được trở về như mong ước của đứa con gái bé bỏng. Giờ ước mơ của Hà Thị Tiến đã trở thành hiện thực. Cô đã được tha tội chết, được sống để còn được nhìn thấy các con khôn lớn. Đó là ân huệ lớn mà kẻ phạm trọng tội như cô được hưởng. Cho dù với bản án tù chung thân, cuộc đời người đàn bà này sẽ phải trôi đi ở đằng sau song sắt nhà tù và ngày trở về còn rất xa xôi. Cái giá phải trả cho lòng tham và sự mưu muội sẽ là một bài học đắng cay, không chỉ cho riêng mình cô mà cho tất cả những ai muốn kiếm tiền bằng con đường phạm tội. Có thể nói, mẹ già Ngọc Trập là một trong những tội phạm ma túy có nhiều thủ đoạn tinh vi nhất, dị nhất và có nhiều nợ nần nhất với công an thành phố Hà Nội cũng như công an nhiều tỉnh thành phía Bắc. Từng có thời gian sinh sống tại tổ 40, cụm 5, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Song từ lâu, Ngọc đã tự cắt khẩu, trở thành kẻ lang thang không nhà. Dường như đây chỉ là thủ đoạn tinh vi để chị ta có thể qua mặt được lực lượng chức năng. Từ năm 2018 đến 2019, Ngọc Trập đã 7 lần bị công an nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình bắt giữ xử lý về nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Song mình đều thoát án ngoạn mục do có bệnh án tâm thần. Tháng 5 năm 2008, Nguyễn Thị Bình bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt hơn 6 năm tù giam tội mua bán trái phép chất ma túy. Mãn hạn, Bình tiếp tục gây án và
và bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam về tội bắt giữ người trái pháp luật vào năm 2012. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định áp dụng chữa bệnh bắt buộc do Bình có bệnh án tâm thần. Đầu năm 2015, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Thị Bình về tội mua bán trái phép chất ma túy với cáo buộc mua bán gần 1,4 kg ketamin. Sau khi có kết quả giám định pháp y, kết luận Nguyễn Thị Bình bị tâm thần phân liệt, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Bình và Cơ quan Cảnh sát Điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can. Tháng 10 năm 2015, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bắt Bình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Xong ngay sau đó, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho gia đình Nguyễn Thị Bình bảo lãnh cô ta về với lý do đưa đi khám chuyên khoa sản do nghi bị biến chứng sau khi mổ u nang. Và sau khi thoát khỏi Bệnh viện Tâm thần, Nguyễn Thị Bình không hề đi khám chữa bệnh mà lập tức chập ngay với một ông trùm ma túy để vận hành đường dây ma túy liên tỉnh. Bị cơ quan công an bắt giữ, rồi Nguyễn Thị Bình lại có quyết định bắt buộc chữa bệnh tâm thần phân liệt. Tháng 4 năm 2017, Bình bị đội 3 Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy Công an Hà Nội bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép ma túy, thu hơn 30 gram ma túy đá. Khám nơi Bình thuê trọ tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, cơ quan công an thu thêm lượng ma túy lớn gồm trên 200 gram ma túy đá và gần 200 viên thuốc lắc, cân điện tử dùng để phân chia ma túy. Một thời gian sau, Bình lại có quyết định bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Biết mình có phù hộ mệnh, bà Trùm tiếp tục gây án và bị Công an quận Long Biên, Hà Nội, Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ. Song sau đó đều buộc phải buông do đối tượng có bệnh án tâm thần. Theo một chỉ huy Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội, việc các đối tượng hình sự ma túy dùng bệnh án tâm thần để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật thời gian qua là vấn đề vô cùng nhức nhối với cơ quan bảo vệ pháp luật cũng như trong dư luận xã hội. Đặc biệt, vụ việc của bà Trùm Ngọc Trập càng khiến cho lực lượng phòng chống ma túy của thủ đô quyết tâm phải làm cho ra vấn đề, không để tội phạm lợi dụng lộng hành. Cơ quan công an đã tổ chức lực lượng thu thập tài liệu chứng cứ, đồng thời đi sâu nghiên cứu hồ sơ của bà Trùm. Đặc biệt, công tác phối hợp với các cơ quan chức năng để giám định, áp dụng điều luật trong bộ luật hình sự để buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự cũng được hết sức chú ý. Sau những cố gắng không biết mệt mỏi, cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy đã thu thập được nhiều bản giám định pháp y khẳng định trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Nguyễn Thị Bình bị tâm thần phân liệt thể đơn thuần, bệnh ở giai đoạn ổn định, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Trên cơ sở này, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã đủ cơ sở để ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Bình và các đồng phạm trong vụ án mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn quận Ba Đình vào tháng 8 năm 2019. Theo một chỉ huy đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Ba Đình từng không dưới một lần bắt được bà Trùm, nhưng sau đó buộc phải để đối tượng đi chữa bệnh, các trinh sát điều tra viên đều rất tâm tư. Rạng sáng ngày 12 tháng 8 năm 2019, tại khu vực cầu thang nhà A7, tập thể đường sắt, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Ba Đình phối hợp với Công an phường Đội Cấn phát hiện đối tượng Nguyễn Phương Dung, sinh năm 1992, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành kiểm tra. Công an phát hiện thu giữ trong túi quần bên phải của Dung một túi ni lông, bên trong chứa 100 viên ma túy tổng hợp loại MDMA, có khối lượng 32,87 gram. Dung khai nhận toàn bộ 100 viên nén màu xanh là ma túy tổng hợp của Nguyễn Thị Bình giao cho Dung mang đi giao cho khách. Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng 204 A7, tập thể đường sắt, tổ công tác phát hiện thu giữ tổng cộng khoảng 5 kg ma túy đá và 2.000 viên đá ma túy tổng hợp. Sau đó, cơ quan công an khẩn trương bắt giữ bà Trùm Nguyễn Thị Bình cùng 3 đối tượng khác trong đường dây. Tài liệu điều tra của cơ quan công an cho thấy, tháng 7 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Bình là cấm đi khỏi nơi cư trú, do trước đó Bình tham gia mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Lợi dụng điều này, Nguyễn Thị Bình tiếp tục cùng các bị can Nguyễn Phương Dung, Vũ Văn Nam, Hoàng Văn Phú và Nguyễn Thế Mạnh hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn liên quan nhiều tỉnh thành phố.
với kinh nghiệm 20 năm hoạt động buôn bán ma túy, Bình dĩ nhiên là kẻ chỉ đạo điều hành đường dây, lo cả đầu vào và đầu ra. Dù không có địa chỉ thường trú cố định, song bà trùm đã nhờ cô con dâu Nguyễn Thị Hồng Vân thuê căn phòng tầng 2, căn nhà số 91, ngõ 409 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình làm địa điểm bay lắc cho đàn em. Mỗi khi cần sai bảo, bà trùm lại ném cho đám ong ve vài bi là chúng sẽ răm rắp nghe lời. Ngoài ra, Bình bảo con trai là Bạch Công Tuấn thuê căn hộ 204A7, tập thể đường sắt làm nơi cất giấu ma túy. Bà trùm giao nhiệm vụ cho Nguyễn Phương Dung quản lý kho ma túy trên, chia ma túy vào các túi ni lông đựng trong hộp cà phê rồi giao cho các shipper chuyển cho khách theo sự chỉ đạo của Bình. Khi thanh toán tiền mua bán ma túy, các đối tượng Dung, Nam, Phú, Mạnh nộp vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Hồng Vân nhưng do Bình sử dụng. Lời khai của các đối tượng Dung, Nam, Phú đều thể hiện sự cáo già của Ngọc Chập, đồng thời cũng thể hiện đối tượng không hề thần kinh một chút nào. Bị can Nguyễn Phương Dung khai quen Ngọc Chập từ giữa năm 2017. Từ tháng 7 năm 2019, Dung biết Bình thuê nhà ở Kim Mã và tập thể đường sắt, thì Dung và chồng là Vũ Văn Nam thường xuyên đến nhà Bình chơi. Tại đây, Dung quen Mạnh, Phú và biết việc nhóm Bình mua bán trái phép chất ma túy. Bị can Vũ Văn Nam khai phù hợp với Nguyễn Phương Dung về mối quan hệ với Nguyễn Thị Bình. Việc Nam và Dung thường xuyên đến nhà Nguyễn Thị Bình ở ngõ 409 Kim Mã để sử dụng trái phép chất ma túy và tham gia mua bán trái phép chất ma túy với Nguyễn Thị Bình. Trong đó, Vũ Văn Nam đã cùng Hoàng Văn Phú, Nguyễn Tiến Mạnh cùng nhiều lần đi giao ma túy cho bà trùm. Hồ sơ vụ án này sau đó đã được Công an quận Ba Đình chuyển lên cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục thụ lý giải quyết. Tháng 11 năm 2020, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Bộ Y tế đã ra bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 411 kết luận. Trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Nguyễn Thị Bình bị tâm thần phân liệt thể đơn thuần. Trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, bệnh ở giai đoạn ổn định, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Trên cơ sở đó, tháng 1 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị cáo Bình về tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tháng 5 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án, tuyên phạt bà trùm bản án tử hình. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào của các đối tượng vi phạm pháp luật sẽ đều phải chịu bị trừng trị bằng những hình phạt thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.